Có ai ở đây lần đầu mua đồ trên sàn lờ như mình không? Thật sự khá là bất ngờ luôn. Chuyện là mình đã từng mua cái quần này rồi và mình mua thêm một cái màu khác. Thì lần này mình mua ở trên sàn lờ và lúc mình nhận hàng á thì cái quần nó chả khác gì luôn. Chỉ khác một chỗ á, là giá của nó còn rẻ hơn cả đợt trước mình mua. Còn về cái quần này á thì nó là một chiếc quần nhung tăm với cái form hơi ngắn một chút nha. Lúc mang nó sẽ trên đầu gối như này này. Mình mua thêm một màu khác tại vì nó khá là dễ phối đồ luôn. Mà giá thành lại còn rất là mềm. Có một điểm của nó là mình không thích thôi, là nó hơi mỏng. Cho nên cảm giác lúc mang ở dưới nó cứ nhẹ nhẹ. Tuy cả bộ đồ này chưa tới 200k nhưng trông ok đấy nhở.